các Phật tử, tất cả các thế giới chủng đó, hoặc có thế giới chủng dùng mây mani mười phương làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các màu sắc rực rỡ làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các quang minh làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng hương diễm báu làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng tất cả báu trang nghiêm đà la hoa làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng hình tượng bồ tát làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng quang minh chư Phật làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng Phật sắc tướng làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng một thứ quang báu làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các quang minh báu làm thể. Bồ Tát Phổ Hiển lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết tất cả thế giới chủng cũng có 20 thứ thể tướng. Một, hoặc có thế giới chủng dùng mây mani mười phương làm thể tướng. Hai, hoặc có thế giới chủng dùng đủ thứ màu sắc rực rỡ làm thể tướng. 3. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả quang minh làm thể tướng. 4. Hoặc có thế giới chủng dùng hương báu diễm làm thể tướng. 5. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể tướng. 6. Hoặc có thế giới chủng dùng hình ảnh Bồ Tát làm thể tướng. 7. Hoặc có thế giới chủng dùng quang minh của chư Phật làm thể tướng. 8. Hoặc có thế giới chủng dùng sắc tướng của Phật làm thể tướng. 9. Hoặc có thế giới chủng dùng một thứ quang báu làm thể tướng. 10. Hoặc có thế giới chủng dùng nhiều thứ quang báu làm thể tướng. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới dùng cảnh giới âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng tất cả biển đại nguyện âm thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể. Hoặc có thế giới dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật làm thể. Ở trên dùng 10 thứ sắc tướng làm thể. Bây giờ dùng 10 thứ âm thanh làm thể. 1. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. 2. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. 3. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh thanh tịnh của tất cả cảnh giới Phật làm thể. 4. Hoặc có thế giới chủng dùng biển đại nguyện âm thanh của tất cả Bồ Tát làm thể. 5. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. 6. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh đồ trang nghiệm của tất cả cõi thành hoại làm thể. 7. Hoặc có thế giới chủng dùng vô biên âm thanh của Phật làm thể. 8. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả âm thanh biến hóa của Phật làm thể. 9. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện để làm thể. 10. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật để làm thể. Như vậy, nếu nói rộng ra, thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Giống như 20 thứ thể đã nói ở trên, nếu như nói tỉ mỉ, thì có nhiều thứ thể như hạt bụi thế giới hài. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói bài kệ rằng: lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quan sát khắp tất cả nhân duyên của chúng sinh, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý ở trên. Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm, rộng lớn thành tịnh quang minh tạng, nương trụ hoa sen hoặc biển báu, hoặc trụ nơi biển hương thủy thầy. Mỗi thế giới chủng chẳng những rất kiên cố, mà còn trang nghiêm vi diệu ở trong thế giới chủng. Phóng ra quang minh tạng thành tịnh rộng lớn, thế giới chủng đó nương tựa trong hoa sen mà trụ, hoặc nương biển báu mà trụ, hoặc nương biển hương thủy, hoặc sông hương thủy mà trụ. Hình tu di thành cây tế đàn, tất cả thế giới khắp mười phương, đủ thứ hình tướng trang nghiêm khác, thầy đều thẳng hàng mà an trụ. Hình tướng của thế giới chủng, hoặc là hình núi tu di, hoặc là hình thành quách, hoặc là hình rừng cây, hoặc là hình tế đàn, tất cả thế giới chủng khắp trong mười phương pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Mỗi thế giới chủng đều ngay hàng thẳng lối mà an trụ, nghĩa là khi thế giới này hoại, thì thế giới kia sinh ra, khi thế giới kia hoại, thì thế giới nọ lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng ngừng.
hoặc thể là quang minh thanh tịnh, hoặc là hoa tạng và mây bóng, hoặc có thế giới quang diễm thành, an trụ mani không thể hoại, hoặc có thế giới trùng thể tướng là quang minh thanh tịnh, hoặc là liên hoa tạng, hoặc là mây bóng, hoặc là quang diễm, đủ thứ sự thành tựu, hoặc có thế giới trùng an trụ ở báu mani không thể hoại. Đèn mây rực rỡ quang minh thảy, đủ thứ vô biên màu thanh tịnh, hoặc dùng tiếng nói để làm thể, là Phật diễn nói không nghĩ bàn. Có thế giới trùng dùng đèn mây làm thể, hoặc dùng quang minh rực rỡ làm thể, vân vân. Có đủ thứ vô biên màu sắc thanh tịnh làm thể, hoặc dùng tiếng nói để làm thể, đó đều là thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của Phật hiển hiện ra. Hoặc là nguyện lực vang ra tiếng, thần thông âm thanh làm thể tính, tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn, công đức tiếng Phật cũng như vậy. Hoặc là nguyện lực của Bồ Tát phát ra tại nhân địa, vang ra âm thanh để làm thể tính của thế giới chủng, thần thông biến hóa và âm thanh vi diệu của chư Phật làm thể tính, hoặc dùng phước nghiệp lớn của tất cả chúng sinh tu hành làm thể tính, hoặc dùng công đức và âm thanh của chư Phật để làm thể tính. Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau, không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận. Như vậy mười phương đều đầy khắp, hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn. Mỗi thế giới trùng đều có thể tính khác nhau, thế giới đó không thể nghĩ bàn cũng chẳng cùng tận. Giống như thế giới trùng đó đều đầy rẫy khắp mười phương, đó là thần thông lực trang nghiêm rộng lớn của Phật hiện ra mà thành tựu. Mười phương hết thảy cõi rộng lớn đều vào trong thế giới trùng đó, tuy thấy mười phương đều vào trong, thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào. Mười phương vô biên thế giới trùng rộng lớn hoàn toàn đều vào trong thế giới trùng đó, tuy nhiên nhìn thấy mười phương thế giới trùng khắp vào trong thế giới trùng đó, kỳ thật thì biển cõi nước đó chẳng đến cũng chẳng chỗ vào. Đây là cảnh giới đến mà chẳng đến, vào mà chẳng vào. Một thế giới trùng vào tất cả vào một cũng chẳng thừa, thể tướng như vậy chẳng khác biệt, vô đẳng vô lượng đều khắp cùng. Một thế giới trùng có thể vào trong tất cả thế giới trùng, tất cả thế giới trùng lại có thể vào trong một thế giới trùng chẳng có dư thừa. Đây là cảnh giới cùng vào với nhau chẳng chướng ngại. Thể tướng vẫn giống như vậy, chẳng có khác biệt. Mỗi thế giới trùng chẳng thể sánh, chẳng đồng nhau, tuy chẳng có số lượng, nhưng cùng nhau khắp cùng chẳng có chướng ngại. Tất cả cõi nước trong hạt bụi, khắp thấy Như Lai ở trong đó, biển nguyện lời nói như lôi chấn, tất cả chúng sinh đều điều phục. Hết thảy tất cả cõi nước trong hạt bụi đều thấy chư Phật đang ở trong đó truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh đang ở trong đó nghe Phật diễn nói diệu pháp, nguyện lực của Phật như biển cả, lời nói âm thanh của Phật như lôi chấn, tất cả chúng sinh nghe được pháp âm lôi chấn đều bị điều phục. Thân Phật đến khắp tất cả cõi, vô số Bồ Tát cũng đầy rẫy, Như Lai tự tại chẳng gì sánh, khắp hóa tất cả các chúng sinh. Thanh tịnh pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi, trong mỗi cõi Phật có vô lượng vô biên các Bồ Tát đều sung mãn ở trong đó. Đó là sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu, chẳng có gì sánh bằng, Phật khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, các biển hương thủy đó, nhiều như số hạt bụi người bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hài hoa tạng trang nghiêm, như lưới trời đế thích phân bố khắp mà an trụ. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng rằng, các vị đệ tử của Phật, các biển hương thủy đó, nhiều như số hạt bụi người bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hài hoa tạng trang nghiêm giống như lưới báu trời đế thích phân bố khắp mười phương mà an trụ. Trước cung điện của trời đế thích có lưới la tràng rất xinh đẹp trang nghiêm làm đồ trang sức, lưới đó dùng châu báu làm thành, ở giữa có hạt châu như ý lớn, mỗi hạt châu đều phóng quang minh, do đó quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, hỗ tương vô ngại, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Biển hương thủy là như vậy, ở chính giữa có một biển hương thủy, bốn phía đều có vô lượng biển hương thủy làm quyến thuộc. Các Phật tử ở chính giữa của biển hương thủy tên là vô biên diệu hoa quang, dùng mani vương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là nhất thiết hương mani vương trang nghiêm, có thế giới trùng trụ ở trên hoa sen đó, tên là phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Thế giới trùng đó dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có bất khả thuyết thế giới,
nhiều như số hạt bụi cõi Phật nay hàng thẳng lối ở trong đó. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị đệ tử của Phật, trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, có biển hương thủy nhiều như số hạt bụi. Ở chính giữa biển hương thủy, tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng mani báu vương tràng, hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy, sinh ra một đóa hoa sen lớn, tên là Nhất Thiết Hương Mani Vương Trang Nghiêm, có thế giới trùng, trụ ở trên đóa hoa sen đó, tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm để làm thể, lại có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối khắp tứ phía. Thế giới có nhiều vô lượng vô biên, vì chúng ta chưa đến các thế giới khác, cho nên cho rằng chẳng có. Đó là lối nhìn sai lầm, chẳng những phàm phu chúng ta chẳng biết có bao nhiêu thế giới, mà bậc thánh nhân A-la-hán cũng chẳng biết cứu kính có bao nhiêu thế giới. Tôn giả Mục Kiền Liên, đại đệ tử của Phật là thần thông bậc nhất. Có một lần Ngài dùng thần thông đi về hướng đông, trải qua vô lượng thế giới, đến một thế giới nọ. Người ở thế giới đó thân cao hàng trăm trượng, Ngài bị họ phát hiện. Có người nói, các vị hãy đến xem có con trùng đầu người. Lúc đó vị Phật của thế giới đó nói rằng, đó chẳng phải là trùng đầu người, là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở thế giới Đa Bà, tên là Mục Kiền Liên có thần thông. Do đó mọi người cùng đến nói chuyện với Ngài kết pháp duyên, khi Ngài về đến thế giới Đa Bà, cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ có chư Phật mới biết được cứu kính có bao nhiêu thế giới tồn tại. Hiện tại chúng ta nói về thế giới có vô lượng vô biên, cho rằng là thần thoại. Kỳ thật sự bí mật của vũ trụ đã bị tiết lộ, trong hệ thống ngân hà có vô số mặt trời, tương lai có thể phát hiện ra có vô số ngân hà ở trong vũ trụ, đó tức là 3.000 đại thiên thế giới. Ở phương dưới cùng có thế giới tên là tối thắng quang biến chiếu, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ, nương các hoa báu mani mà trụ. Hình trạng thế giới đó như báu mani, có tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ phía trên. Khắp chung quanh có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Nhãn Ni Cấu Đăng. Phía trên của thế giới trùng Phổ Chiếu Thập Phương Thức Nhiên Bảo Quang Minh có 20 tầng thế giới. Ở phía dưới cùng có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ mé, đường tựa các hoa báu mani mà trụ. Hình trạng như báu mani, tựa vuông mà chẳng vuông, tựa tròn mà chẳng tròn. Có tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ ở phía trên thế giới đó. Đây là thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh bốn phía làm quyến thuộc, đầy đủ các thứ an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Và trong thế giới đó, có một vị Phật, hiệu là Tịnh Nhãn Ni Cấu Đăng, đang giáo hóa chúng sinh. Thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số hạt bụi một cõi Phật làm quyến thuộc. Thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc. Cho đến thế giới tầng thứ 20, thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 thế giới làm quyến thuộc. Tổng cộng có các thế giới nhiều 200 số hạt bụi cõi Phật, cho nên mỗi thế giới có vô lượng thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ lại có vô lượng thế giới, đó là cảnh giới trùng trùng vô tận. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là trùng trùng hương liên hoa diệu trang nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ. Hình trạng như tòa sư tử, có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở đó hiệu là sư tử quang thắng chiếu. Phía trên của thế giới tối thắng quang biến chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là trùng trừng hương liên hoa diệu trang nghiêm. Thế giới đó dùng hết thảy đồ trang nghiêm làm bờ mé, đường lưới hoa sen báu mà trụ. Hình trạng như tòa sư tử, lại có mây màn châu báu sắc che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là sư tử quang biến chiếu, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ. Hình trạng của thế giới đó là tám cạnh,
có mây diệu quang mani nhật luân che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng. Phía trên thế giới trùng trùng hương liên hoa diệu trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ, hình trạng là tám cạnh, lại có mây diệu mani nhật luân che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là trùng trùng quang minh hoa trang nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng thế giới đó như hoa sen mani, dùng mây quang báu kim cang mani che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu là kim cang quang minh vô lượng tinh tấn lực thiện xuất hiện. Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là trùng trùng quang minh hoa trang nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình dáng của thế giới đó như hoa sen mani, lại có mây quang báu kim cang mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là kim cang quang minh vô lượng tinh tấn lực thiện xuất hiện, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó dùng lưới tất cả linh báu trang nghiêm làm bờ mé, đường tất cả rừng cây trang nghiêm, biển lưới vân báu mà trụ, hình trạng phổ phương có nhiều cạnh góc, lại có mây phạm âm mani vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải. Phía trên thế giới trùng trùng quang minh hoa trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó dùng tất cả lưới linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm, biển lưới vườn báu mà trụ, hình trạng là phổ phương có nhiều cạnh góc, lại có mây phạm âm mani vương che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó dùng báu vương trang nghiêm tràng làm bờ mé, nương biển kim cang cung điện mà trụ, hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây màng mani luân kế che phủ phía trên, lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng. Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó dùng báu vương trang nghiêm làm bờ mé, nương tựa biển kim cang cung điện mà trụ, hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây tràng mani luân kế che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu diễm sắc mà trụ, hình trạng như lầu cát, lại có mây tất cả báu sắc y chân châu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Đức, danh xưng Tự Tại Quang. Phía trên thế giới Tịnh Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng các thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, đường biển tất cả báu sắc diễm mà trụ, hình trạng như lầu cát, lại có mây tất cả báu sắc chân châu che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ bảy,
có các thế giới nhiều nhất số hạt bụi bảy cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có Đức Phật làm giáo chủ, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Đức danh xưng Tự Tại Quang, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Địa. Thế giới đó dùng tất cả thanh Mani Vương Trang Nghiêm làm bờ mé, đường biển đủ thứ, tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng của thế giới đó như lưới Nhân Đà Na, lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại danh xưng Trí Hải Tràng. Phía trên thế giới chúng hoa diễm trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Địa. Thế giới đó dùng tất cả thanh Mani Vương Trang Nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ, tỏa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng như lưới Nhân Đà La, lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 8, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 8 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Quảng Đại danh xưng Trí Hải Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó dùng tâm vương Mani Trang Nghiêm Luân làm bờ mé, nương biển mây Mani Vương Trang Nghiêm luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Hình trạng như thân Phạm Thiên, lại có vô lượng mây tỏa sư tử trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục. Phía trên thế giới Xuất Sinh Ngoài Lực Địa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó dùng tâm vương Mani Trang Nghiêm Luân làm bờ mé, nương biển mây Mani Vương Trang Nghiêm luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Thế giới đó hình trạng như thân Phạm Thiên, lại có vô lượng mây tòa sư tử báu trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 9, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 9 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó dùng vô biên chuỗi trần châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả tòa sư tử báu Mani trang nghiêm mà trụ. Hình trạng thế giới đó tròn trịa, có mây tất cả hương Mani hoa tu di, nhiều như số hạt bụi 10 núi tu di che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương. Phía trên thế giới Xuất Diệu Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó dùng vô biên chuỗi trần châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, đường tất cả tòa sư tử báu Mani Hải trang nghiêm mà trụ. Hình trạng tròn trịa, có mây tất cả hương Mani tu di, nhiều như số hạt bụi 10 núi tu di che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 10, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố, không thể hoại làm bờ mé, nương biển hoa đủ loại sự đặc thù khác nhau mà trụ. Hình trạng của thế giới đó như nửa mặt trăng, có các mây màng báu trời che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp. Phía trên thế giới Kim Cang Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố, không thể hoại làm bờ mé, nương biển hoa đủ thứ đặc thù khác nhau mà trụ. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, có các mây màng bóng trời che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 11, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu,
Thế giới đó dùng phổ quang trang nghiêm làm bờ mé, đường hòa toàn hương thủy hải, mà trụ thế giới đó hình hoa toàn, có đủ thứ mây y che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiểu là siêu thích phạm. Phía trên thế giới hằng xuất hiện đế thanh bảo quang minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là quang minh chiếu diệu. Thế giới đó dùng phổ quang trang nghiêm làm bờ mé, nước hoa toàn biển hương thủy mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn, có đủ thứ mây y che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 12, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 thế giới làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là siêu thích phạm đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm làm bờ mé, đường lưới hoa sen phong luân sở trì, đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới đó hình như hư không, có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tỳ Ngô Giá Na, Như Lai Thế Tôn. Phía trên thế giới quang minh chiếu diệu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà, tức là thế giới của chúng ta đang ở. Thế giới này quá nhiều sự khổ nhưng vẫn chịu đựng được, nhiều hơn nữa thì chịu đựng chẳng thấu. Thế giới này dùng kim cang trang nghiêm bà mé, đường lưới hoa sen phong luân sở trì, đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới này hình như hư không, hư không chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy. Người thầy xưa cho rằng trời tròn đất vuông, cho nên nói là hình tròn, vì hư không đại biểu cho hình trời. Có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 13, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới này có vị Phật làm giáo chủ, tức là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Tôn đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang, dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, đường biển các thứ y báu mà trụ. Thế giới đó hình như chấp kim cang, có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm. Phía trên thế giới Xà Bà, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Thế giới đó dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, đương biển đủ thứ y báu mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chấp kim cang, có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 14, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới đó dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình như chữ vạn, có mây mani thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng. Phía trên thế giới Tịch Tĩnh Ly Trần Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Đăng. Thế giới đó dùng tất cả tràng báu làm bờ mé, đường biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chữ vạn, có mây cây mani biển hương thủy che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 15, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng tạp nhiễm. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận mây báu mani vương làm bờ mé, đường biển hoa sen đủ thứ hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như mai rùa, có mây viên quang mani luân trên đàn che phủ ở trên, lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn. Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Đăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật,
có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báu Mani Vương làm bờ mé, nương tựa đủ thứ biển hoa sen hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình như mai rùa, có mây viên quang Mani Luân trên đàn che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 16, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh Mani Vương làm bờ mé, nương tựa biển Quang Minh Tạng Mani Vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh, có tất cả lưới cây hòa báu Trang Nghiêm Luân Vi Sơn che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh Mani Vương làm bờ mé, nương tựa biển Quang Minh Tạng Mani Vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh, có tất cả lưới cây hoa báu Trang Nghiêm Luân Vi Sơn che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 17, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù diệu, làm bờ mé, đường các diệu hoa tỏa sư tử hài mà trụ. Thế giới đó hình châu Anh Lạc, dùng mây viên quang tất cả hương báu Mani Vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng. Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù thắng vi diệu làm bờ mé, nương biển diệu hoa tỏa sư tử mà trụ, hình trạng như châu Anh Lạc, có tất cả mây viên quang hương báu Mani che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 18, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báu mây Mani Vương làm bờ mé, nương biển vô lượng sắc hương diễm Tu Di Sơn mà trụ, hình trạng như hoa báu răng vòng. Dùng mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh Mani Vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang. Phía trên thế giới Ly Trần, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng mây vô tận báu Mani Vương làm bờ mé, đường tựa biển vô lượng màu sắc hương diễm Tu Di Sơn mà trụ. Thế giới đó hình trạng như hoa báu răng vòng, có mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh Mani Vương che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 19, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật đàm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên Mani Vương mà trụ, hình trạng như đồ báu tràng nghiêm, dùng tất cả mây y tràng báu và lưới Mani đăng tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh báu nhật nguyệt làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên Mani Vương mà trụ, hình trạng như đồ báu tràng nghiêm, có mây tràng báu và lưới Mani đăng tạng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ,
hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh đó, có bất khả thuyết thế giới rộng lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, mỗi thế giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau, phương diện đều khác nhau, thú nhập đều khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau, phân chia đều khác nhau, hàng lối đều khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức gia trì đều khác nhau, bao bọc chung quanh thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở trong biển hương thủy vô biên diệu hoa quang, sinh ra hoa sen lớn hương Mani Vương trang nghiêm. Trong hoa sen lớn đó có thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh trụ ở phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thể nói là các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi thế giới nương tựa đều khác nhau, có thế giới nương hoa Mani mà trụ, có thế giới nương báu Mani mà trụ, có thế giới nương kim càng mà trụ, có thế giới nương núi Tu Di mà trụ. Mỗi thế giới hình trạng đều khác nhau, có thế giới hình trạng như sông núi, có thế giới hình trạng như hoa sen, có thế giới hình như lầu cát, có thế giới hình tám cạnh, có thế giới hình bán nguyệt. Mỗi thế giới thể tính đều khác nhau, có thế giới dùng các quang minh báu làm thể, có thế giới dùng hương diễm làm thể, có thế giới dùng mây mani làm thể, có thế giới dùng âm thanh làm thể. Mỗi thế giới có phương diện khác nhau, có thú nhập khác nhau, có sự trang nghiêm khác nhau, có sự phân chia khác nhau, có hàng lối khác nhau, có vô sai biệt khác nhau, có sự gia trì khác nhau. Đây là 20 tầng thế giới và quyến thuộc bao bọc chung quanh thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Đó là các thế giới hình hồi chuyển, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình vành bánh xe, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình lầu cát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình vuông vức, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình khư lạc ca, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình hồi chuyển, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình bánh xe, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình lầu cát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình vương vức, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình khư lạc ca, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình thân chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình biên quang, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Giống như thế giới vừa nói ở trên có 18 thứ hình trạng, chỉ là nói đại khái. Nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trên hoa sen lớn, có vô lượng vô biên thế giới. Chúng ta ở thế giới này chẳng biết còn có 10 phương thế giới khác. Kỳ thật số lượng thế giới và số hạt bụi trong cõi Phật nhiều bằng nhau. Giống như chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng biết ngoài núi còn có rất nhiều thành thị lớn. Muốn biết các thế giới khác,
thì chỉ cần tu hành, khi nào đắc được ngũ nhãn lục thông thì sẽ thấy được các hình tướng các thế giới khác. Người ở thế giới kia làm gì, nói gì đều thấy hết rõ ràng. Lúc đó sẽ tin lời Phật nói là chân thật. Phật chẳng nói dối, đừng hoài nghi có cảnh giới này chăng. Hiện nay chỉ tồn tại về ấn tượng, từ từ sẽ cầu chứng, tương lai sẽ đắc được kết luận quyết thật. Mỗi mỗi thế giới đó đều có các thế giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Các thế giới đó, mỗi mỗi thế giới, lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên làm quyến thuộc. Trong mỗi thế giới, đều có các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi 10 phương cõi Phật bao bọc chung quanh. Những thế giới đó, mỗi mỗi thế giới, lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết làm quyến thuộc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi đạo lý đều cử ra 10 thứ, dùng 10 đề đại biểu vô lượng nghĩa, biểu thị lý trùng trùng vô tận trùng trùng. Tuy nhiên nói là 10 số hạt bụi cõi Phật, kỳ thật chẳng dừng lại ở số này, mà cho đến trăm cõi Phật, ngàn cõi Phật, vạn cõi Phật, số hạt bụi vô lượng cõi Phật là nói chẳng hết được, cho nên nói bất khả thuyết. Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ ở biển hương thủy vô biên diệu hoa quang và bao bọc biển đó trong sông hương thủy. Như thế giới đã nói có vô lượng vô biên, trụ ở biển hương thủy vô biên diệu hoa quang và bao bọc tứ phía biển đó trụ ở trong sông hương thủy. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng các Phật tử, phía đông biển hương thủy vô biên diệu hoa quang đó lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng. Sinh ra hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Mani Vương Diệu Trang Nghiêm, có thế giới trùng trụ ở phía trên tên là Bía Chiếu Sát Toàn, dùng Bồ Tát Hạnh tiếng hống làm thả. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Bồ Đề Đạo Tràng Pháp Hội Hoa Nghiêm rằng, các vị đệ tử của Phật ở giữa thế giới hải hoa tạng Trang Nghiêm là biển hương thủy vô biên diệu hoa quang, bốn phía đều có biển hương thủy bao bọc. Một, có biển Ly Cấu Diễm Tạng, 2. Biển Vô Tận Quang Minh Luân, 3. Biển Kim Cang Bảo Diễm, 4. Biển Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, 5. Biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đà, 6. Biển Liên Hoa Nhân Đà La Võng, 7. Biển Tích Tập Bảo Hương Tạng, 8. Biển Bảo Trang Nghiêm, 9. Biển Kim Cang Bảo Tụ, 10. Biển Thiên Thành Bảo Điệp. Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang là biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng vòng bên phải theo thứ tự. 10 biển vòng bên phải bao bọc biển hương thủy vô biên diệu hoa quang ở giữa. Trong mỗi biển hương thủy đều có một đóa hoa sen lớn và có một loại thế giới trụ ở phía trên. Tại biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng có loại thế giới biến chiếu sát toàn. Tại biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân có loại thế giới trùng Phật sát trang nghiêm. Tại biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm Quang có thế giới trùng Phật quang trang nghiêm tạng. Tại biển hương thủy Đế Thành Bảo Trang Nghiêm có thế giới trùng Quang Minh Thập Phương. Tại biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đà có thế giới trùng Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng. Tại biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng có thế giới trùng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Tại biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng có thế giới trùng Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm. Tại biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm có thế giới trùng Phổ Ly Cấu. Tại biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ có thế giới trùng Pháp Giới Hạnh. Tại biển hương thủy Thiên Thành Bảo Điệp có thế giới trùng Đăng Diễm Quang Minh. Đây là nói sơ lược về 10 thế giới trùng bao bọc bên phải. Dưới đây bắt đầu nói về 10 biển. Trong mỗi biển lại có 20 tầng thế giới, có 210 cõi Phật số hạt bụi thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Trong những thế giới đó đều có Phật đang giáo hóa chúng sinh. Cảnh giới này chỉ có Kinh Hoa Nghiêm mới biểu hiện ra, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Phía đông của biển hương thủy vô biên diệu hoa quang lại có một biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng. Trong biển hương thủy đó lại sinh ra một đóa hoa sen lớn do các châu báu tạo thành tên là Nhất Thiết Hương Mani Vương Diệu Trang Nghiêm, có thế giới trụ ở phía trên tên là Bía Chiếu Pháp